Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khang nè mọi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ soi xét đồ của cầu thủ Thiên Lâm Tân Trưởng Môn nè mọi. Anh này lúc trước là bảo cơ 550 nè mọi. Và ngày hôm nay thì Khang sẽ soi cho anh em xem. Và ngày hôm nay thì ông anh đã mua ạc này về chơi nha nè. Và đội tân thần Ma Thăng. Đó, và bây giờ chúng ta cùng xem sơ qua xét đồ của cầu thủ này sẽ như thế nào và ra sao nha anh em ơi. Rồi, đầu tiên thì chúng ta đã thấy thì ạc này đang có cho mình nó là 3 kỹ năng vốn có và kèm với 1 điểm kỹ năng ở cái ấn tín này mà. Đây, ấn tín sau khi lên tầng trưởng môn môn phái thì sẽ được 1 cấp đặc ma đồ gian. Hoặc là hoàn tạo thiên quân, vô tương trả 1 cấp. Đó, kèm với phong này là 2 cấp, kèm với càng khôn trên đầu là 4 cấp nha em mà. Đây, hiện tại chúng ta đang thấy này, anh này đang có cho mình 4 kỹ năng ở vô tương trả, nó sẽ kêu 9x nha em. Rồi, và còn lại tất cả mọi thứ là 3 kỹ năng nha em. Trong 3 kỹ năng, và cũng như là những kỹ năng là đặc ma đồ gian, như là thiếu lâm bổng này nó sẽ có là 4 kêu nha em. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ thấy đó là đầu tiên này đang có cho mình đó là một set ông băng nha em ơi. Giá trị mắt đột 20. Một nhẫn kháng băng 25. Một nhẫn kháng hậu 26. Một ngàn bội kháng độc 26. Đó, một bộ ông băng tương đối khá đẹp nha em ơi. Giá trị mắt đột 20. Đó, và đi kèm cho mình đó là một cái đao tốc 30, sát thương 42. Sinh lực 183 và kháng độc 25 và sát thương vật lý 96%. Một đao khá là bình đến thời điểm hiện tại bây giờ. Đó, một cái đao khá ok. Và sử dụng cho mình một cái nón kháng hỏa 25, chống 40, sinh lực 1 lực và sinh khí 19. Một cái áo phòng thủ lý 25, chậm 40, phục hồi 40, sinh lực 1 lực và thân pháp 18. Một con tay phòng thủ lý 23, chậm 40, thân pháp 20 và sinh lực 1 lực. Đó. Một đai dây, một cái đai lưng 24, 40, sinh lực 1 lực, thân pháp 19. Một đôi dây, tốc độ di chuyển 40, chống 40, sinh khí 19 và kháng hỏa 25. Đó, một nói chung thì nhìn sơ qua thì có hai món hỏa nha. Hai món hỏa, nón và đôi giày. Ba hai món thủy chứ, hai món thủy, nón và đôi giày. Và ba món hỏa là bao tay, đây là áo và đai lưng. Đó. Thì hiện tại kháng của ạc này khá là ok nè. Phòng thủ 75+2, kháng hàng 75 và kháng lôi 756 và kháng hỏa 75+1, kháng độc 75+3. Chung thiếu lâm này nói chung là mắt pin rồi nè mà. Nếu nhìn sơ qua thì cái lượng điểm tăng thì dịch quyền kinh tăng mắt rồi, hết tất cả 23. Và còn lại em cũng thấy tất cả đều mắt hết. Rồi cái tăng độ tăng thiếu lâm chéo thì thiếu lâm quyền pháp 10 điểm, thiếu lâm quân pháp 9 điểm rồi. Đó, đây là hỗ trợ chéo nha nè. Đó, lấy thêm 9 mạng. Đó, đây là bản kỹ năng của tiềm năng, anh em cùng tham khảo. Hiện tại là tay này đang có cho mình là 5.001 trên 6.007 nè mà. Nói chung thì một trong những cái ạc thiếu lâm khá là khỏe nè mà. Và vừa rồi thì anh em nhìn sơ qua thì anh em đã biết là set đồng bang này ở server cực kỳ khỏe nè. Cũng như là đó là những trong những cái set đồng bang đầu tiên server. Và hiện tại set này nếu mà trị giá thì cũng hơn 15 triệu nha nè. Hơn 15 triệu. Rồi những món tím như thế này là cái trung bình khoảng hơn 2 cho đến 3 triệu một món nha nè. 2 cho đến 3 triệu một món. Đó. Cái đao này cũng vậy. Rồi nói chung thì tổng hết set đồ này thì anh em nhìn sơ qua thì Khải nghĩ thì 2, 4, 6 đồ tím, 6 đồ tím trung bình cho 2 triệu rưỡi món đi, là tổng số đồ này khoảng hơn gần 30 triệu nha em. Gần 30 triệu nha em. Đó, chưa tính xác. Anh này thì mắt nó sắp vỡ bằng lắm mà tịch rồi đây mà. Cái con này khá là pin, mắt hết tất cả mọi thứ. Bây giờ chỉ việc mua về và chơi thôi. Rồi, anh em theo dõi video đừng quên ủng hộ cho video của các thủ Ma Thần một like chia sẻ ủng hộ cho em ơi. Đó là thiếu lâm đao nha mọi người. Tầm này thì chém mấy được một chút vài đao thôi mà. Này quá dữ luôn. Thiếu 3 tóc nữa đặt 101, thiếu 3 tóc nữa. Phải xem nếu thiếu 3 tóc thì chống phá lên nổi. Không nổi nổi nè mà. Hiện tại bây giờ cứ một cấp thì chống phá sẽ tăng được một tóc đồ đánh thôi. Nên là mình thiếu 3 tóc nữa thì đặt 101 ít nhất phải 3 kỹ năng nữa. 3 kỹ năng nữa sau này ít nhất phải có cái nón mộng lông này mà. À, cái nón nữa thì mày ra mới đặt nổi này mà. Cái nón mộng lông tăng chống phá nữa thì mày ra mới đặt nổi 101 như nè. Hôm nay thì chưa đặt được. Rồi. Cảm ơn em đã theo dõi video, đừng quên để lại cho Khảm like, cho sẻ ủng hộ cho em ơi. Và không gì hơn thì kính chúc em một ngày mới vui vẻ nha. Và là video tham khảo tăng trưởng môn sơ đồ của tăng trưởng môn không phải thiếu lâm. Anh em xem sơ qua thì nhớ ủng hộ một like, chia sẻ ủng hộ cho em ơi. Bye bye.